Quang minh thân Người xưa Có rất nhiều cách nói Nói có ba loại quang minh Ngoại quang minh Pháp quang minh Thân quang minh Chúng ta xem hình tượng của Phật Bồ Tát Đặc biệt là ở trong tường vẽ Dễ dàng thấy được Bạn xem thân Phật đều có ánh sáng Quang bình thân Phạm phu chúng ta Trên người có ánh sáng hay không? Cũng có Bạn xem chúng ta gặp được một số người luyện khí công Họ biết xem khí mỗi một người trên thân đều có khí màu sắc của khí không giống nhau không tốt nhất là màu đen hoại sắc nếu như là màu đen hoại sắc con người này sức khỏe rất không bình thường khỏe mạnh nhất là sắc vàng rồng sắc vàng cũng không tệ màu trắng đều rất tốt màu hồng màu lam màu xanh thân thể đều có bệnh cho nên có thể thấy được người nước ngoài họ không gọi là khí họ gọi là từ trường ý nghĩa hoàn toàn giống nhau ở trong phật pháp gọi là quan kỳ thật là một sự việc màu sắc của quan không như nhau lớn nhỏ của quan không như nhau người phiền não nếu là đoạn hết rồi quan minh tướng ảo cũng đại biểu thân thể khỏe mạnh cái này rõ ràng đích thực Người chân thật tu hành Đàn Kinh nói Không thấy lỗi thế gian Bạn nói xem Cái tâm đó tốt cỡ nào Trong thập thiện nghiệp đạo Kinh Phật nói Bồ Tát Ngày đêm Thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Không để chút nào Bất thiện xen tạp Đây là thuần thiện Thân thể chắc chắn khỏe mạnh chắc chắn không có tâm bệnh vì sao vậy ở trên kinh phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh trong tâm thuần thiện trong tâm thanh tịnh tự nhiên là trăm bệnh không sanh bệnh từ đâu mà có tham sân si mạng mà có ý niệm tâm tưởng bất thiện cho nên ảnh hưởng sinh lý mới nghĩ ra rất nhiều rất nhiều tâm bệnh cho nên người hiểu nguyên lý nguyên tắc này thân thể chúng ta có bệnh rồi có cần xe bác sĩ hay không không cần thiết ý niệm chuyển đổi lại thì được rồi Tâm thanh tịnh Tư duy thiện Thân thể bạn Tổ chức tế bào liền hồi phục bình thường Tham sân si mạng Làm cho cái tổ chức bình thường này Phá hỏng hết Bạn liền bị bệnh thôi Chính là cái đạo lý này Thế nhưng các vị đồng tu nghe lời của tôi nói rồi Nếu như bạn bị bệnh Tôi khuyên bạn hay là đi khám bác sĩ hay là đi uống thuốc vì sao vậy tôi khẳng định bạn không thể chuyển đổi được nếu bạn có bản lĩnh chuyển đổi lại vậy thì không cần thiết bạn không có bản lĩnh chuyển đổi lại vẫn là tìm bác sĩ tìm thuốc than để giúp đỡ bạn thế nhưng bạn phải hiểu cái đạo lý này bác sĩ thuốc than chỉ làm trợ duyên đem tâm lý chuyển đổi lại quan trọng nhất bạn hồi phục khỏe mạnh nhanh nhất Quang minh thân của Phật Chân thật Người tu hành thân là quang minh Có một số người nói Thân thể là trong suốt Giống như thủy tinh pha lê vậy Trong suốt Đó là tâm thanh tịnh Thân liền thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Đây gọi là quang minh thân. Cho nên, trong tư ích kinh nói, như lai thân giả tức thị vô lượng quang minh chi tạng. Lời nói này một chút cũng không sai. Cho nên, chúng ta phải cầu chứng được Pháp thân. Pháp thân là gì? Thanh tịnh quang minh. Không có giới hạn. không có bờ bé nên gọi là thanh tình pháp thân pháp thân không có tướng năng hiện tất cả tướng hiện ra tướng nên gọi là báo thân báo thân dùng để làm gì dùng để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cho nên báo thân có hai loại, có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Ở Bồ Tát trước khi chứng đắc, chưa chứng đắc Phật quả viên mãn, Báo thân Tự thọ dụng, tha thọ dụng Thấy đều đầy đủ Ở trên quả địa Phật viên mãn Cái báo thân này Cũng là thuộc về tha thọ dụng Ứng hóa thân Hoàn toàn là tha thọ dụng Báo thân trên như lai quả địa Vẫn là tha thọ dụng những người nào thọ dụng độ thập địa Bồ Tát cần phải dùng báo thân. Bồ Tát của địa tiền thì dùng ứng hóa thân. Thân chân thật là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân chính là tâm thanh tịnh. tâm độ không hai thân độ cũng không hai cái lý này rất sâu chúng ta xem tiếp một bài kể phía sau Đế tắc chư ác đạo Thông đạt thiền thú môn Ác đạo Địa ngục Ngạ quỷ Xuất sanh Đây gọi là ba đường ác cũng có kinh điển xem atula cũng xem là ác đạo đó gọi là bốn ác đạo bế ý nghĩa của bế quan tắc là ý nghĩa tắc nghẽn dùng cái gì để bế tắc chính ở trên nhân mà nói Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Bạn mới có thể Bế tắc ác đạo môn Thập thiện nghiệp đạo kinh đã nói ra Phương pháp Lý luận Đó chính là phương pháp tốt nhất Đóng kính các đường ác Phật dạy bảo chúng ta Ngày đêm Thường niệm thiện pháp Tâm của bạn thiện Tư duy thiện pháp Ý niệm của bạn thiện Tư tưởng thiện Quan sát thiện pháp Hành vi của bạn thiện Nhà nho nói Chỉ ư chí thiện Mặt tắc ư thử Trong A Lại Gia Thức Tuy là có nhân của cõi ác Bạn hiện tiền đem duyên ác đạo Đoàn tuyệt Cửa của đường ác đóng kín rồi Bạn chắc chắn sẽ không đọa cõi ác Không chỉ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Bạn đều không đọa Ngay cả Atula bạn cũng không đọa vào. Cho nên nhất định phải hiểu được Thập thiện nghiệp đạo là nền tảng của hành môn. Không luận tu pháp môn nào hiển giáo mật giáo tông môn giáo hạ nó là khóa mục chung cho dù tu học một tông phái nào một pháp môn nào đều cần phải tu thập thiện nghiệp đạo bạn xem ở trên kinh quán vô lượng thọ phật thế tôn giảng tình nghiệp tam phước cho chúng ta nghe tình nghiệp tam phước thực tế mà nói chính là ba điều kiện để học phật cần phải chuẩn bị đầy đủ ba điều kiện này không luận bạn tu đại tiểu thừa tu pháp môn nào bạn rời khỏi ba điều kiện này thì bạn không phải học phật không phải học phật thì làm cái gì lúc trước lão cư sĩ lý bình nam nói một câu nói rất khó nghe là nói cái gì nói hiện tại chúng ta trong cửa phật có rất nhiều phật giáo đồ họ không phải học phật họ không thể đoạn ác tu thiện chính là họ làm không được tình nghiệp tam phước họ ngày ngày vào trong cửa phật lão sư lý nói những người này là đùa cợt phật pháp Chúng ta nghĩ lại lời của ông nói rất có đạo lý Chúng ta là đến học Phật Hay là đùa cợt Phật Pháp Hay là đến để tiêu khiển Phật Pháp Chân thật học Phật Phải rõ lý Phải y giáo phục hành Phải từ Tình nghiệp tam phước mà làm Bạn là chân thật học Phật Tình nghiệp tam phước Cái đầu tiên dạy chúng ta Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp bốn câu này làm không được đó chính là lão sư lý nói đùa cợt phật pháp là loại này đùa cợt phật pháp không ai không đọa ba đường chúng ta có tận được hiếu đạo hay không có nghĩ đến giáo huấn của lão sư hay không chúng ta mở quyển kinh ra đây là giáo huấn của lão sư chúng ta tham xem chú dạy của đại đức xưa đây là giáo huấn của lão sư có tường tận ý nghĩa của giáo huấn hay không chính là có hiểu cái nghĩa đó hay không có tính tâm hay không có thể đem cái bạn đã tin đã hiểu thực tiễn vào trong cuộc sống chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày còn phải để người khác liệt kê ra rất nhiều quy củ để ràng buộc chúng ta chúng ta liền rất hổ thẹn vì sao vậy giáo huấn của lão sư không làm được cho nên mới nhận ràng buộc này hiểu rõ lý lão sư dạy bảo, sự đều làm đến được, bạn là thế gian đệ nhất đẳng thiện nhân. Ai còn dám ràng buộc bạn, bạn là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta ở trong tình nghiệp tam phước, điều đầu tiên không làm được cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng đến lúc nào chúng ta mới chân thật vào được cửa phật cái ngưỡng cửa này mới có thể bước qua được từ bi vi bổn câu thứ ba chính là từ bi từ tâm bất xác đây là từ bi làm gốc chúng ta có tâm từ bi hay không đối với tất cả người tất cả việc tất cả vật tâm từ bi dùng lời hiện tại mà nói lòng yêu thương hiếu thân tôn sư từ bi hoàn toàn thực tiễn ở mười nghiệp thiện mười nghiệp thiện chưa làm đến được thì là bất hiếu Chính là không tôn sư trọng đạo Không có tâm từ bi Hoàn toàn thực tiễn Ở trong mười nghiệp thiện Cho nên Phật mới dạy cho chúng ta Ngày đêm thường niệm thiện pháp Chính là niệm mười thiện Tư duy mười thiện Quán sát mười thiện Mặt trái của mười thiện Chính là mười ác Quả báo của mười ác Ở ba đường Quả báo của mười thiện Ở trời người Đây là nói đến mức độ thấp nhất Không thể nào thấp hơn So với đây Nếu chúng ta không thể đem mười thiện Thường hay để vào trong tâm làm sao có thể được Để vào trong tâm Phải nỗ lực đi làm Trên Kinh Vô Lượng Thọ Vậy chúng ta khéo giữ ba nghiệp Đem khẩu nghiệp để ở đầu tiên Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Trong câu này liền bao gồm không vọng ngữ Không hai chiều Không ác khẩu Không theo dệt Thân ngữ ý Tại vì sao Kinh Vô Lượng Thọ Muốn đem ngữ xếp ở đầu tiên Tất cả chúng sanh Rất dễ dàng phạm là khẩu nghiệp Tạo khẩu nghiệp Chúng ta bình thường tu tích công đức Nói lời thành thật Đều là từ khẩu nghiệp Tiêu tán mất hết Cho nên không thể tích Công đức đều trôi mất hết Từ ngay Trong khẩu nghiệp trôi mất Từ trên thái độ Đối nhân sự thế Tiếp vật Trôi tiêu mất hành vi ngôn ngữ động tác của chúng ta rất là thô lỗ để người ta xem thấy đều không vui từ cái chỗ này mà mất đi công đức chính mình nhất định phải biết cho nên người xưa có nói tu hành phải tu từ chỗ nào bắt đầu từ không vọng ngữ Lời nói này đó được rất có đạo lý Tương ưng với Kinh Vô Lượng Thọ nói Bắt đầu từ khéo giữ khẩu nghiệp Ở trên Kinh không biết Phật đã nói qua bao nhiêu biến bao nhiêu lần rồi Vậy bảo chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật phải hòa nhan ái ngữ hòa thuận đối với người nhan sắc biểu cảm của chúng ta hòa thuận dễ gần thế nhưng chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng luôn là quên mất vẫn cứ là tùy thuận tập khí phiền não của chính mình vậy thì làm sao có thể thành công khi giảng kinh nói pháp có thể nói khi cảnh giới hiện tiền hoàn toàn không phải là như vậy từ ngay chỗ này xem thấy chúng ta tu hành công phu không có lực phải mỗi giờ mỗi phút đi khám nghiệm cho nên hai buổi công phu sớm tối khóa sớm nhắc nhở chính mình buổi tối là phản tỉnh nếu không mà nói Khóa lễ sớm tối, cho dù làm cho bạn định rồi. Khảo hạch rất nghiêm cẩn. Khóa sớm tối bằng điều đạt, không kém khuyết bụi nào. Bạn có thật làm hay chưa? Có trời mới biết. Thật làm, khóa sớm, đích thực. Giáo huấn trong kinh doanh, ghi nhớ ở trong tâm. khi khóa tối mở kinh văn ra từng điều từng điều chân thật phản tỉnh kiểm điểm phật dạy chúng ta làm chúng ta có làm hay chưa vậy chúng ta không được phép làm chúng ta có vi phạm hay không đây là bạn chân thật tu khóa sớm tối như vậy mà làm khóa sớm tối bạn mới xứng đáng được với phật bồ tát nếu như là có miệng không có tâm chỉ làm trên hình thức kinh văn lướt qua ngoài cửa miệng có lỗi với Phật Bồ Tát Có lỗi với chính mình Bạn ở nơi đó là giả Không phải là thật Trong tình ngữ của Ngài Hạ Liên Cư Điêu ra cho chúng ta Người học Phật phải thật làm Bạn là làm thật chứ không phải là giả Chỉ có thật làm Mới là chân thật Đóng bích các đường ác Thông đạt các đường thiện không là thông đạt vô ngại môn là lối đi thiện thú thấp nhất chính là hai cõi trời người Trong hai cõi trời người Nhất định phải hiểu được Nâng cao cảnh giới của chính mình Từ cõi người Chỉ ít phải nâng lên đến trời dục giới Bạn mới xem là chân thật có tiến bộ từ trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới đây là tiểu quả trời người không xem là chân thật có thành tựu chân thật thành tựu nhất định phải siêu diệt tam giới siêu diệt mười pháp giới đây là chân thật thành tựu cho nên đây là Thiện thú môn. Chí thiện. Là thế giới Tây phương cực lạc. A Di Đà Phật 48 nguyện, mỗi nguyện đều là độ chúng sanh. Chúng ta không thể cô phụ. Vì chúng khai pháp tạng Chúng là đại chúng Quản thí công đức bảo Khai pháp tạng Chính là vì người diễn nói Thọ trì độc tụng Đây là tự lợi Vì người diễn nói là lợi tha trong đây chú ý vì người diễn nói diễn là biểu diễn làm ra để cho người xem phải làm ra tấm gương làm ra mô phạm đó là diễn đời người như vở kịch phải diễn một vở kịch cho người xem Phải học Phật Bồ Tát Làm ra tấm gương tốt Của Phật Bồ Tát Chúng sanh mới có thể giác ngộ Mới có thể quay đầu Ngày ngày giảng Giảng có lợi ích gì Không có người tin tưởng nhất định phải làm ra thật làm không thể làm giả khi làm giả rất dễ bị người phát hiện thì bạn không đáng một xu thật làm chân thật gì chúng sanh giáo huấn của phật nhất định phải thực hiện bạn xem phật dạy bồ tát khi nói ra có người nào không biết nhiều người đều biết phật dạy bồ tát về cái gì tứ nhiếp lục độ thế nhưng tứ nhiếp lục độ mấy người thực hiện được cho nên chúng ta phải đem những đạo lý chân tứ sự thật này phải giảng cho mọi người nghe rõ ràng giảng cho tường tận học phật nhất định phải đem giáo huấn của phật đà từng việc từng việc thực tiễn đây chính là quản thí công đức bảo quản là phổ biến không có tâm riêng tư không có mục đích không có ý đồ hiện tại nói lời nói này là bố thí cúng dường vô điều kiện bạn được phước báo là viên mãn là vô tận đặc biệt trong đoạn văn này nói là công đức Bố thí cúng dường là có công. Cái công này quyết không phải trống rỗng, nhất định có quả báo. Báo chính là đắc. Chỗ này không gọi phước báo mà gọi công đức cái đức này chắc chắn là thiện báo trong phước báo lão tử nói rất hay phước hy hòa chi sở phục không thấy được đây là thật thế nhưng công đức chắc chắn là thuần thiện chắc chắn không có chút nào quả báo ác cho nên tu công sở đắc thì gọi là công đức bảo cái chữ này chúng ta phải xem kỹ bảo là chỉ bảo tàng là chân thật có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề viên mãn ý nghĩa của bảo này chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được bảo là cái gì pháp môn tình tông đây chân thật là công đức bảo vô tận cho nên tất cả bố thí cúng dường sau cùng đều phải quy kết về khuyên bảo đại chúng tu học pháp môn tịnh độ Lão thật niệm Phật Giảng sanh Phật quốc Vậy mới là Giải quyết triệt để viên mãn Câu này Chuyên chỉ Cái sự việc này Đây là sự nghiệp của Bồ Tát